Tiếp chấp 309 đến 311 của bộ truyện đại phụng đả canh nhân. Hứa thất an gọi ngục tốt tới phân phó, đôi vợ chồng vừa nhốt vào, cho họ biết điều chút. Chú ý trừng mực. Ngục tốt có chút khổ sở nói, trừng mực này của người là chừa cái mạng hay chừa cái chân. Hứa thất an nhắm tịp hai mắt tức giận nói, sống, nhưng mỗi ngày đều đánh họ một trận. Lúc đánh chú ý trừng mực chút, đừng để cột tay cột chân, hai người này ta còn cần dùng, hiểu không? Ngục tốt dè dặt hỏi lại, chỉ vậy, đây là địa lao của đà canh nhân đó. Hứa thất an quay đi bảo, cái này gọi là cải tạo lao động. Bổn quan thân là đà canh nhân bảo vệ an nguy hoàng thành, chịu bệ hạ tin tưởng trọng dụng, theo lý nên giáo hóa ngu dân. Nghe thế ngục tốt ôm quyền khâm phục đáp, đại nhân anh mình. Hứa thất an ra đến bên ngoài trả dây trói lại cho bộ thủ. Đột nhiên lúc này một vị lại viên đến bẩm báo, đại nhân. Có một vị quan viên tự xưng là văn tuyển tự lang trung cầu kiến, hứa thất an không ngoài dự liệu bảo dẫn hắn đến xuân phong đường đi sau đó hứa thất an đi đến xuân phong đường trước rồi trực tiếp ngồi xuống chỗ của lý ngọc xuân ngồi cậu chóng cầm thoải mái nghĩ ngợi một thời gian nữa chắc mình cũng là ngân la rồi ái ia à, có 10 đồng la mình nên tuyển ai nhỉ cậu tự ngu tự nhạc nghĩ đến 10 vị trí cho nhị thúc một chỗ cho thẩm thẩm một chỗ cho nhị lang một chỗ cho linh nguyệt Ồ, linh âm cũng phải cho một chỗ ha ha, cả nhà ăn lương không? Đang nghĩ ngợi linh tinh thì lúc này vị lại viên cũng dẫn vị quan viên đó đi vào. Trong nháy mắt bước vào cánh cửa xuân phong đường, vị quan viên này vẫn luôn trầm mặc quan uy cực nặng lão đại nhân. Nhưng khi hắn chú ý đến người đang ngồi trước mặt liền tươi cười nói, hứa đại nhân, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu, ái ia, bổn quan vị trí thấp hèn, mãi không có duyên gặp hứa đại nhân, nghe nói ngài là khách thường của ngự thư phòng hứa thất an thản nhiên nói muốn gặp bổn quan đến giáo phường tư chẳng phải là được rồi sao nghe vậy triệu lang trung sững sờ ơ lên một tiếng hứa thất an ngồi nghiêm trang xuống bàn cười ha hà nói triệu đại nhân không chịu được chọc hơn cả cô nương ở giáo phường tư nữa mời ngồi mời ngồi người đâu lên trà lập tức một vị quan bào màu đỏ thuộc hạ đi lên rót trà vòng giao phong đầu tiên khi gặp mặt đã đao quang kiếm ảnh triệu lang trung nói nhăng nói cuội ám chỉ hứa thất an là một tên nhiều chuyện gây thủ trúc oán vô số, Hứa Thất An thì so sánh hắn như nữ tử phong trần. Sau một vòng giao phong triệu đại nhân nhấp một miếng trà, thẳng vào chủ đề, Hứa đại nhân, không biết đứa cháu vô dụng đó của bổn quan phạm phải chuyện gì. Hứa Thất An sầu mi khổ kiểm, giống như tại vì Triệu Lang Trung mà phiền não nói, vấn đề không lớn, chỉ thị con làm chuyện cướp của. Sau khi xảy ra chuyện lại triệu tập gia đình, cố ý mưu hại bổn quan và người nhà, Triệu đại nhân Chúng ta cùng làm quan trong chiều, vốn nên nề mặt nhau, nhưng Pháp không dung tình. Quan trường trà trộn nhiều năm triệu đại nhân mặt không đổi sắc, thậm chí lộ ra một chút xấu hổ nói, đều do bổn quan dạy dỗ không tốt, để nó làm bừa. Vừa nói lão vừa theo trong tay áo lấy ra một tấm ngân phiếu một trăm lượng đặt tại bên cạnh bàn, thanh khẩn tạ lỗi, hứa đại nhân dơ cao đánh khẽ. Hứa thất an nhìn thoáng qua, mặt giá trị một trăm thở dài nói, hai, chỉ là em gái bị thương nhỏ triệu đại nhân liền đặt lên một tấm ngân phiếu một trăm lượng. Hứa thất an lại thở dài nói, hai, chỉ là thầm thầm ta cũng bị vết thương nhỏ. Triệu đại nhân vẫn vui vẻ đặt lên thêm một tờ ngân phiếu một trăm lượng. Hứa thất an vẫn là thở dài nói, hai, chỉ là em gái của ta cũng bị thương nhẹ. Triệu đại nhân bực nhọc nhắc lại, em gái của hứa đại nhân đã bị thương qua rồi. Hứa thất an giơ hai ngón tay lên cười tiếp mắt bảo, à, ta có hai đứa em gái. Triệu đại nhân cũng đành đập xuống thêm một tờ ngân phiếu 100 lượng. Hứa thất an thở dài nói, còn có. Bổn quan cũng bị thương nhẹ. Triệu đại nhân khóe miệng giật một cái. Lão ta cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay thọt tay vào ống tay áo lấy tiếp. Thế nhưng lão ta chưa kịp lấy ra thì hứa thất an lại buôn ra một câu xanh dờn, vòng tay bị mất cắp đó. Do bệ hạ ban tặng. Triệu đại nhân đập mạnh xuống thêm hai tờ ngân phiếu. Lão ta cay cú chửi trong bụng, 600 lượng. Hứa Thất An này đúng là sư tử há mồm, thấy đã kiếm đủ lời. Hứa Thất An liền thu lấy 6 tấm ngân phiếu, cậu cười lạnh nghĩ, Triệu thân đó mở miệng là muốn lừa ta 500 lượng, chẳng qua là ăn miếng trả miếng. Sau đó Hứa Thất An cẩn thận cất kỹ ngân phiếu vào trong ngực rồi bảo, "Chuyện này ta tha thứ cho các ngươi." Triệu đại nhân nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, "Vậy, Hứa công tử thả người đi." Hứa Thất An lắc đầu, "Cái này không được." Triệu đại nhân sắc mặt bỗng trầm xuống quát, "Ngươi Hứa thất an nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười nói, thiếu nợ trả tiền. Nhưng còn chưa thu lời không phải sao. Ngân phiếu này chỉ là hoa hồng. Vốn ông còn chưa trả tôi. Nghe vậy triệu đại nhân tức giận mà không nói nên lời. Ngươi, ngươi. Lão ta nắm chặt lòng bàn tay. Nghiến răng cay cú nghĩ, ta đường đường một thực quyền lang chung. Quản lý điều độ quan viên. Quyết định vận mệnh quân địa phương trong triều Nhưng lại không làm gì được tiểu đồng la này. Đà canh nhân vốn là cơ cấu thiết lập để giám sát bách quan đừng nói chi trên đó còn có ngụy uyên bảo vệ nhiều lần được bệ hạ ủy nhiệm phá án ỷ thế hiếp người sau đó triệu đại nhân hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh lão ta dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hứa thất an hỏi hứa đại nhân muốn gì hứa thất an không nhanh không chậm tiến lại đặt tay lên người triệu đại nhân bảo cũng không phải chuyện lớn gì nào triệu đại nhân ngồi đợi triệu đại nhân ngồi yên tĩnh xuống hứa thất an mới tủm tìm hỏi nghe nói văn tuyển tư quản lý điều phối quan viên triệu lang trung gật gật đầu ửng một tiếng hứa thất an liền biểu đạt sự tình mấy hôm nữa là xuân vĩ bổn quan có một em họ tài cao bát đầu học phú ngũ xa chúng tiến sĩ là chuyện dễ như trở bàn tay triệu lang trung vút vút cầm rõ ràng ý tứ nếu vậy thì hứa đại nhân nói chuyện này với bổn quan làm gì có thể yên tâm thế nhưng hứa thất an lại cười gian manh bảo cái này he 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 nó là đệ tử học viện vân lộc nghe đến học viện vân lộc triệu lang trung nhíu mày một cái thật sâu hứa thất an vỗ nhẹ vai lão ta rồi hướng dẫn từng bước yên tâm sẽ không làm khó triệu đại nhân ông chỉ cần sau xuân vĩ giữ nó lại kinh thành xem như các tiến sĩ khác bổn quan sẽ cảm kích bất tận cháu và cháu dâu của đại nhân đến lúc đó tự nhiên sẽ thả ta sẽ không bạc đãi họ cái vòng bệ hạ ban thưởng ta xem như không có triệu lang trung trầm ngâm nghĩ hồi lâu đây là một vụ mua bán sau đó ông ta cũng gật đầu đồng ý, được, mong hứa đại nhân giữ chữ tín. Đưa tiễn triệu lang chung đi, hứa thất an thở ra một hơi, trong lòng tự nhủ, nhị lang à, trong số các em đại ca vẫn cưng em nhất. Tiếp theo sau đó hứa thất an quay đầu đi về chính khí lâu, tại trên lầu bảy phát ra tiếng ngữ khí tùy ý, triệu lang chung của văn tuyển tư đến gặp cậu rồi. Hứa thất an thầm nhủ, ta đến chính khí lâu quả nhiên là quyết định chính xác, cậu ôm quyền đáp. Chuyện gì cũng không giấu được ngụy công, Ngụy Uyên gật gật đầu, giọng yếu ớt hỏi, "Chuyện gì?" Hứa Thất An liền đại khái đem chuyện miêu tả sơ qua một lần, "Nhị lang nhà ta nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ bị đưa đến chỗ vùng quê hẻo lánh nghèo khó, nhị thúc chỉ có một đứa con trai là nó, sao có thể như vậy?" Ngụy Uyên giống như cười mà không phải cười, hắn ngữ khí hỏi, "Sao không xin bổn tọa giúp?" Hứa Thất An trầm mặc không trả lời hắn, Ngụy Uyên cũng không thúc giục. Cậu do dự một hồi lâu rồi thản nhiên trả lời, ta muốn trừ một con đường cho hứa ra. Nó không nên đứng cùng một phe với ta. Dừng một chút. Cậu nói bổ sung, bi chức chịu ân của ngụy công. Xung phong lâm trận không gì e ngại. Người thông minh chứng sẽ không sinh trong cùng một cái rỗ. Ta mong là sau này trong số nhân vật có thể gánh lấy hứa ra. Có thêm một hứa tân niên. Tuy là em họ. Hứa tân niên ít nhiều sẽ bị gắn mát của ta. Nhưng cái này nói chung vẫn khác với dấu ấn của Ngụy Uyên. Ngụy Uyên chậm rãi gật đầu, ừm, lẽ thường tình. Chợt hắn nhớ đến trọng điểm liền hỏi, đúng rồi, cậu thành công tấn thăng luyện thần cảnh rồi phải không? Cường độ nguyên thần thế nào? Hứa Thất An vò đầu e dè đáp, cái này không dễ nói. Ngụy Uyên cười bảo, không sao, lấy Lý Ngọc Xuân làm tiêu chuẩn, hắn là có tư cách luyện thần cảnh lâu năm, tuy cách đồng bì thích cốt còn một khoảng, nhưng chiến lực không tồi. Hứa Thất An trầm ngâm nói, nếu vậy thì một đao tôi có thể chém hai người. Nghe vậy Ngụy Uyên liền không khỏi há mồm ngạc nhiên. Hắn chòm tới chăm chú nhìn Hứa Thất An hỏi lại, cậu nói gì? Hứa Thất An giãi giãi mặt khiêm tốn nói, Ngụy công, sau khi bi trước bước vào luyện thần cảnh, chưa từng giao thủ với ai, cũng không biết trình độ luyện thần cảnh ở mức độ nguyên thần nào. Ngụy Uyên vuốt vuốt cầm nghĩ ngợi đôi chút rồi bảo, chẳng phải cậu biết Phật môn sư tử gầm sao? Ra ngoài kêu một tiếng. Hứa Thất An không dám đáp, Ngụy công, Sư tử gầm không quản bày bạn. Ngụy Uyên khoát khoát tay bảo, "Không cần lo cho ta." Hứa Thất An cũng đành miễn cưỡng tuân lệnh đáp, "ạ." À. Hứa Thất An vượt qua phòng trà, đi hướng phòng quan sát, đón ánh mặt trời ấm áp, dồn khí đan điền, đầu bên trong quan tưởng ra hình ảnh kim sư gầm thét, phối hợp với độc hữu hô hấp, vận khí chi pháp. Gừng một tiếng, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, toàn bộ nha môn bên dưới đầu như muốn nổ tung, người thì ôm đầu bịt tai, người không chịu nổi liền ngã xuống đất. Bọn họ đau đớn tự hỏi, oa, động tĩnh gì vậy? Hai đà canh nhân ngã dưới đất nhìn lại chính khí lâu hét lên, có địch tập kích. Kẻ địch ở đâu? Ta không thấy. Trong nháy mắt Nam Cung Thiện Nhu dẫn đầu hai kim la chạy đến nơi. Bọn họ hốt hoảng gọi, ngụy công. Người có sao không? Bi chức thất trách. Lại không phát hiện có ngoại địch xâm lược. Hứa thất an quay lại nhìn ngụy Uyên e ngại nói, ngụy công. Hình như quậy hơi lớn, Nguy Uyên không quan tâm mà chăm chú nhìn Hứa Thất An đánh giá, đây là một con hùng sư. Nó đang từ từ mài vuốt, từ từ mọc ra răng nanh. Hắn còn chưa trưởng thành hẳn, nhưng sẽ có một ngày, tiếng gầm của hắn sẽ chấn động cửu châu. Lúc này Nam Cung Thiện Nhu chỉ tay về Hứa Thất An chán ghét hỏi, lúc nãy có phải cậu giở trò không? Hứa Thất An rãi rãi mặt nhìn về phía Ngụy Uyên, thấy hắn gật đầu, liền hào phóng thừa nhận, lúc nãy Ngụy công muốn thử cường độ nguyên thần của tôi. Nên tôi gầm một tiếng, Trương Khai Thái dò xét hỏi, "Hứa Ninh Yến, cậu ở Vân Châu tấn thăng luyện thần cảnh phải không?" Hứa Thất An cười tiếp mắt bảo, "Đúng vậy." Nhóm Kim La đưa ánh mắt nhìn Hứa Thất An kinh ngạc nghĩ, như vậy tính ra cậu ta tấn thăng luyện thần cảnh cũng chỉ nửa tháng hơn. Mà dao động nguyên thần mãnh liệt thuần túy lúc này, không nên là võ giả luyện thần cảnh ở mức này nên khó. Trương Khai Thái lẩm bẩm nói, "Tôi đột nhiên hiểu tại sao Khương Luật Trung và Dương Nghiên phải đánh nhau vì hắn rồi." nhóm kim la lần nữa xem kỹ hứa thất an sau đó nhìn về ngụy uyên đồng thời nói ngụy công ngụy uyên lắc đầu bảo hứa thất an vẫn ở dưới trướng dương nghiên các ngươi ai muốn thì đi tìm dương nghiên hai kim la liền ôm quyền đáp quyết định vậy đi hứa thất an liếc nhìn lại hai tên kim la cậu cười khổ nghĩ dương kim la ở ngoài bình phản vừa về đã phải đối mặt với nắm đấm của đồng liêu thảm quá đi không lâu sau đó hứa thất an cũng quay trở lại xuân phong đường thấy hứa thất an thầm thầm liền hỏi Ninh Yến, sao lúc nãy lại có tiếng sét vậy?" Linh Nguyệt bên cạnh lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Đại ca, muội và mẹ đều bị dọa hết hồn." Hứa Thất An thản nhiên bảo, "Ba ngày sét đánh là chuyện thường có. Chuyện đã giải quyết xong, đây là tiền bồi thường chịu ra cho, chuyện này các người không cần lo." Vừa nói Hứa Thất An vừa đồng thời lấy sấp ngân phiếu trong ngực ra đặt lên tay Thẩm Thẩm. Thẩm Thẩm nhìn ngân phiếu khó có thể tin hỏi lại, "Cái này cho ta?" Hứa Thất An dùng sức gật đầu đáp, Thẩm Thẩm vì cái nhà này, vất vả lo trước lo sau, cái này là thẩm nên có. Thẩm Thẩm tiếp nhận ngân phiếu cảm động nói: "Ninh Yến à, thật ra thẩm chỉ là thích nói này nói kia mà thôi, có mấy lời không hay, con đừng để trong lòng." Hứa Thất An thành khẩn mà đáp: "Đều là người một nhà." Sau đó Hứa Thất An dẫn một nhà Thẩm Thẩm đi ra khỏi sân phong đường, giữa đường cậu chợt nhớ ra một chuyện liền nói: "Đúng rồi tối nay con có việc không về nhà, ta tiễn các người ra ngoài." thầm thầm thắc mắc hỏi, con từ Vân Châu về thì không một ngày nào nghỉ ngơi trong nhà qua. Có chuyện gì? Hứa thất an cười cười đáp, bàn một vụ làm ăn. Đầu tư hai ngọn núi. Khai thác một cái sơn cốc. Đầu tư vô số vàng. Hứa Linh Nguyệt có chút hồ nghi. Nàng hỏi bằng trực giác nữ nhân, đại ca cứ nói bừa. Tối qua huynh ấy đã không về phủ. Không lẽ là đến giáo phường tư? Nghe vậy thẩm thẩm liền quay lại trách nàng một trận. Đại ca con không phải người như vậy. Nhị lang ăn chơi, đại ca con cũng không ăn chơi. Hứa Linh Nguyệt nhếch môi, Danh danh sóng mắt bên trong lộ ra quật cường bảo, vậy đại ca thể với muội, chưa từng đến giáo phường tư đi. Hứa Thất An sắc mặt nghiêm túc thể nói, hứa Thất An ta, chưa từng đến giáo phường tư tốn tiền qua. Ra khỏi nha môn đả canh nhân, Linh Nguyệt nụ cười xinh đẹp, sóng mắt nhộn nhạo nói, đại ca, hứa Thất An cắt ngang giật dây nói, sau khi về nhà muội cũng có thể chất vấn nhị lang như vậy thẩm thẩm cùng linh âm đi trước trong lòng tràn đầy tự tin suy nghĩ chờ tối hứa bình trí về nhà mình cũng phải chất vấn như vậy xem ông ta có dám thể không đưa tiễn thẩm thẩm cùng bọn muội muội xong hứa thất an đi đến thanh vân đường khoảng một thời gian sau đó một vị lại viên đi vào bẩm báo hứa đại nhân tổng bổ đầu của phủ nha lữ thanh cầu kiến hứa thất an liền bảo mời vào vị lại viên liền đem nàng mời vào trong phía bên trong hứa thất an đứng dựa tại bàn làm việc khi thấy lữ thanh vào cậu liền vẫy tay chào lữ bổ đầu lâu quá không gặp lữ thanh nhìn thấy hứa thất an trong nháy mắt nàng thanh tú khuôn mặt che kín kinh hỉ cùng kích động nàng đầu tiên là sững sờ rồi nghi hoặc nhìn chằm chằm cậu sau đó nàng cúi đầu dè dặt gọi hứa hứa đại nhân hứa thất an cười cười giải thích nói ở vân châu uống thoát thai hoàn mới chết đi sống lại nhưng bộ dạng cũng thay đổi lữ thanh gật gật đầu miễn cưỡng cười cười nàng từ trong ngực lấy ra kim bài nói, tay sai của phủ nha đã nói với ta về chuyện tư thục. Ta làm chủ bảo châu bố đầu về rồi. Đích thân đem kim bài trả lại cho hứa đại nhân. Tiện thể đến thăm. Nàng trong lòng tự nhủ, nếu trên mặt hắn có gì không vui, mình sẽ xin lỗi ngay. Đem trả kim bài xong rồi đi. Hứa thất an nhận lấy kim bài cười nói, kim bài không quan trọng. Lâu quá không gặp. Tối nay cùng uống rượu. Lữ thanh lắc đầu từ chối nhã nhặn. Hứa đại nhân, dù sao ta cũng là con gái. Hứa thất an nói thầm trong lòng, nếu cô là nam, thì ta hẹn cô đến giáo phường tư rồi. Hai người nói chuyện vui vẻ. Mãi đến khi hoàng hôn tan đi, mới đưa Lữ Thanh ra khỏi nha môn. Hứa thất an nhìn theo bóng lưng nữ bổ đầu yểu điệu. Nhịn không được mà sờ sờ cái cằm nghĩ ngợi, Lữ Thanh hình như có ý với mình. Tống Đình Phong nói cô ấy mãi không gả. Tuy nói ở thời đại này thuộc đàn bà lớn tuổi, nhưng đối với mình mà nói, Đàn bà chưa đến 30 mới là kỳ đỉnh phong chân chính. Bỏ đi, Lữ Thanh là con gái nhà lành. Khác với cô nương giáo phường tư, thế giới của con gái nhà lành không phải bạn muốn vào thì vào, muốn ra thì ra đâu, bạn phải không ngừng ra ra vào vào. Trời chiều bên trong, Hứa Thất An cưỡi ngựa chạy chậm chậm đến giáo phường tư, sau đó hướng đến ảnh Mai tiểu Các. Nha hoàn nhìn thấy Hứa Thất An liền chạy vào gọi, "Nương tử, Hứa đại nhân đến rồi." Bên trong phòng ngủ Phù Hương sắc mặt tái nhợt nằm mê man ở trên giường, Hứa Thất An đi vào ngồi bên cạnh giường nhìn chằm chằm nàng. Rồi khẽ nhìn lại hai cô nha hoàn hỏi, "Phù Hương sao vậy?" Nha hoàn liền đáp, "Nương tử nhiễm phong hàn, uống thuốc cũng không thấy khỏi." Phù Hương đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép ôn nhu nói, "Cô nương trong vườn, Hứa Lang tùy ý chọn là được, do họ thay nô ra hầu hạ Hứa Lang." Nghe vậy hai nha hoàn thanh tú, con mắt bá sáng lên. Thế nhưng Hứa Thất An lại lắc đầu, cậu chứng chạc đàng hoàng cự tuyệt, nương tử nhiễm phong hàn. Ta làm gì còn tâm trạng hoạn ái chứ? Ta độ khí cơ cho cô. Bị cự tuyệt, sắc mặt hai cô nha hoàn liền trở nên thất vọng. Nói xong hứa thất an nắm chặt cổ tay phù hương, sau đó độ vào từng tia từng tia dòng nhỏ khí thế. Khí thế có thể khơi thông mạch lạc, kích hoạt thể nội sinh cơ, tầm bổ tạng phủ, làm cho người ta sức chống cự tăng gấp bội. Chỉ là phong hàn, không đáng kể, cụ khụ khụ phù hương kịch liệt ho khan gương mặt xinh đẹp chợt đỏ bừng thấy thế nha hoàn vui mừng reo lên sắc mặt của nương tử cuối cùng cũng đỏ lên rồi một khắc đồng hồ về sau nàng sắc mặt quả nhiên rất có chuyển biến tốt đẹp phù hương sóng mắt lập loè tỏa sáng tình ý chân thành nhìn chăm chú hứa thất an nói hứa lang nô ra đỡ nhiều rồi hứa thất an nhéo nhéo khuôn mặt nàng bảo nghỉ ngơi cho tốt ngày mai ta mới đến thăm nàng sau đó hứa thất an cũng rời khỏi ảnh mai tiểu các Phù Hương gượng người ngồi dậy hỏi, Hứa Lang đi chưa? Xác nhận xong nàng khẽ nói, các ngươi ra ngoài đi, trong phòng không cần chừa người. Hai nha hoàn liền cuối người đáp, dạ. À. Cửa phòng ngủ chậm rãi đóng lại. Phù Hương liền không ngừng ho sặc sụa, cụ khụ khụ, cụ khụ. Phù Hương sắc mặt vốn đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng giờ đây lại trở nên trắng bệt Nàng yếu ớt khẽ gọi, Hứa Lang. Cứ tưởng Hứa thất an rời đi nhưng cậu lại quay đầu đi đến thanh trì viện thấy hứa thất an đến minh nghiên kinh hỉ vạn phần chào đón nàng khoát lấy tay hứa thất an ngạc nhiên nói hứa đại nhân dung mạo của người rõ ràng không nhìn ra được biến hóa sao có cảm giác càng thèm hứa thất an mỉm cười gật đầu chuyện dung mạo lát nữa hãy nói ta và minh nghiên nương tử hơn tháng không gặp như cách ba đời ba kiếp vậy a à, thì ra là chúng ta định tình ba đời minh nghiên hoa khôi kinh hỉ hốc mắt ướt át tươi cười càng thêm ngọt ngào tình ý giả dích nói chuyện dễ nghe thật hứa thất an trong lòng xấu hổ một chút mấy lời đường mật không cần chịu trách nhiệm này ta càng lúc càng thuận tay rồi minh yên bên cạnh khoát tay hứa thất an dịu dàng hỏi hứa công tử sao không ở lại ảnh mai tiểu các hứa thất an liền thành khẩn trả lời bởi vì nhớ nương tử minh yên nghe vậy minh yên mặt vốn đã đỏ giờ lại càng đỏ đến bốc khói nàng mừng khắp khởi quay đầu nhìn gác cổng sai vặt bảo đóng cửa viện tối nay không uống trà nữa gác cổng liền nhanh nhẩu đáp vào bên trong, Minh Yên ngồi bên cạnh hầu rượu hứa thất an. Nàng khuôn mặt si ngốc nhìn cậu nói, nghe nói hứa công tử ở Vân Châu đại triển thần uy. Hứa thất an tay nâng chén rượu chậm rãi mà nói, lúc đó, 8.000 phản quân bao vây tấn công nha môn bố chính xứ Vân Châu, bốn phương tám hướng toàn là bóng người. Tuần phủ đại nhân bị nhốt trong đường, ngàn cân treo sợi tóc, lúc bất đắc dĩ, ta chỉ có thể một mình một đao, ngăn trước 8.000 phản quân. Hứa thất an uống rượu nói tiếp, đến một người ta giết một người, đến hai người ta giết một đôi. Ai có thể hoành đạo lập ma, ta cảm thấy, cũng chỉ có hứa thất an ta rồi. Nghe hứa thất an kể xong, minh nhiên lúc này liền không kìm được mà nảy lên lòng tham nếu nói lúc trước nhìn chúng tài hoa của hắn. Vậy bây giờ ta hơi thành cơ thể của hắn rồi, và thế là tối đó, giường của hoa khôi minh nhiên, dung đến nửa đêm tam canh, tức là 23 giờ đến 1 giờ sáng. Ngày thứ hai, hứa free tinh thần phấn chấn rời đi thanh trì viện sau đó cưỡi ngựa đi vào hoàng cung cậu ngồi trên lưng ngựa vương vai lẩm bẩm nói thoải mái trước cổng hoàng cung tiểu công công đã chờ sẵn thấy cậu đến hắn liền đứng ra cung kính gọi hứa đại nhân sau đó hắn ngữ khí gấp gút nói hứa đại nhân ngài đến rồi xảy ra chuyện rồi xảy ra chuyện rồi hắn hình dung lại hình ảnh tối qua kể lại tối qua có người vớt ra được một cái xác nữ trong giếng Hứa Thất An giật mình hỏi lại, nữ thi đó là cung nữ mất tích trong vụ án Phúc Phi sao? Tiểu công công có chút sững sờ, không phục đáp, đại nhân đúng là thần cơ diệu toán. Nô tài khâm phục. Cậu cao có bảo, cái này tính là thần cơ diệu toán gì chứ? Lúc này bị vứt xác chẳng lẽ còn người khác dẫn ta đi xem thi thể. Không lâu sau tại bên trong phòng chứa thi thể, thi thể của vị cung nữ được đặt trên một ván giường đơn sơ, trên người được đậy bởi hai tấm vải trắng, một tấm là phần dưới, một tấm là phần đầu, Hứa Thất A nhìn qua một lượt rồi thầm nhủ, lần trước không để giải phẫu, lần này một cung nữ chắc không ai dám ngăn cản ta nữa rồi chứ hả. Cậu phân phó nói, ngươi đi lấy dao qua đây, ta muốn giải phẫu thi thể. Tiểu công công liền tuân lệnh đáp, dạ. Vài phút sau hai cô công chúa nghe tin liền chạy đến, từ bên ngoài đã nghe tiếng vui sướng của Lâm An truyền đến, cẩu nô tài, cẩu nô tài, ngươi vào cung sao không phái người thông báo ta? Ngay khi cả hai vào trong thì đập vào mắt là cảnh hứa thất an đang vén tấm vải trắng của vị cung nữ ra. Lâm An sắc mặt tươi cười phút chốc ngưng kết, ngươi đang làm gì vậy? Hứa thất an mặt không đổi sắc đáp, hai vị điện hạ chắc đã nghe tin nữ thi tối qua rồi chứ. Ta đang định giải phẫu, các người có chắc là muốn xem không? Giải phẫu, nghe đến hai từ này Lâm An khiếp hãi kinh tởm lui về sau. Hoài Khánh không khác gì mấy, nàng cho ra đề nghị, sao không để pháp y làm? hứa thất an chững chạc đàng hoàng lắc đầu nghiêm túc giải thích hai vị điện hạ bi chức phải đích thân làm làm việc không câu nệ chút gì có thể tự làm thì không mượn tay người khác cậu ngọ ý muốn đuổi người hai vị điện hạ về uống trà trước đi chờ một chút đừng ở lại chỗ này nhưng hoài khánh lại kiên quyết nói ta muốn ở lại xem thử có lẽ trong thi thể có thể tìm được manh mối gì lâm an thấy đối thủ mình không rời đi liền không chút do dự bảo cái này có gì chứ ta cũng ở lại Thấy đã không đuổi đi được hứa thất an cũng đành thôi vậy. Cậu không một chút do dự lấy tấm vải trắng ra. Chứng kiến cảnh này Lâm An mặt mày biến dạng trong vô cùng khiếp hãi. Hoài Khánh bên cạnh cũng không kiềm được sự rùng rợn mà che miệng lại. Qua kinh tởm Lâm An ư lên một tiếng vội và chạy ra ngoài. Hứa thất an liền khịa gọi, nhị điện hạ. Không ở lại xem nữa sao. Lâm An bụng miệng bảo, đi đây đi đây. Bên trong hứa thất an bắt đầu đề nghị, điện hạ thông minh như vậy chi bằng thử dựa vào thi thể này xem nhìn ra được gì. Hoài Khánh làm ra phán đoán, dựa vào mức độ thi thể phát trắng. Sưng phù, cô ta không phải nhảy giếng sau khi xảy ra vụ án. Hứa thất an cho ra chính xác hơn, trong hai ngày. Hoài Khánh theo bản năng tiếp tục đưa ra phán đoán, trên người không có vết thương ngoài rõ rệt. Cho nên chắc cô ta chết đuối, có thể là bị đánh ngất đi rồi. Hứa thất an cười cười hỏi, còn không? Hoài Khánh nghĩ nghĩ không ra được gì liền lắc đầu. Hứa Thất An hướng Hoài Khánh nhíu mày, lộ ra hắc cười hắc hắc dung nói, cô thiếu bước quan trọng nhất, thông thường lúc nghiệm thì nữ, cho dù có đặc trưng tử vong rõ rệt, nhưng cũng đừng quên kiểm tra. Hoài Khánh mộng một chút, thông minh như nàng liền hiểu ra, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ lên. Trưởng công chúa mày liễu dựng thẳng, quay người lại thẳng hừng mắng, Hứa Ninh Yến, ngươi dám trêu bổn cung. Hứa Thất An quả nhiên nhận lầm, cậu ôm quyền thái độ thành khẩn, bi chức không có ý mạo phạm, Công chúa thứ tội. Hoài Khánh hừ lạnh nghiêng người sang đi, biểu thị không chấp nhận lời xin lỗi của cậu, trong lòng rất tức giận. Hứa Thất An ngoài mặt thành khẩn, trong lòng lại vui sướng nghĩ, trêu gẹo công chúa kiêu ngạo lạnh lùng một chút, có cảm giác thành tựu hơn nhiều so với trêu Lâm An. Sau đó cậu tằng hắng một cái, nghiêm túc nói, cô ấy đúng là chết đuối, nhưng không phải chết đuối trong giếng, là bị người ta ấn trong nước ngộp chết. Hoài Khánh không tin, nghiêng đầu nhìn lại cổ thi thể chất vấn làm sao thấy được hứa thất an sắc mặt âm trầm giảng giải người chết đuối thường mắt trắng bệt sưng phù cô xem mặt của cô ta có màu đỏ tím chỉ có bị người ta ấn trong nước tư thế đầu hướng xuống lúc chết máu chảy về não mắt mới sưng húp còn một điểm cô nhìn tay của cô ta nắm chặt thành quyền phù hợp với đặc trưng chết đuối nhưng nhìn kỹ trong khay móng tay của cô ta không có cát và rong rêu hoài khánh ánh mắt tập trung vào thi thể nói Điều này chứng tỏ cô ta đúng là chết đuối, nhưng không phải chết trong giếng. Hứa thất an dơ ngón cái lên thán phục, điện hạ đúng là thông minh. So với người, điện hạ lâm an chỉ là em gái. Hoài Khánh rụt rè ừng một tiếng, sau đó nàng nói bổ sung thêm cho nên cô ta bị diệt khẩu. Không nói chuyện phiếm nữa, hứa thất an lên tiếng bảo, điện hạ, ta chuẩn bị giải phẫu rồi. Hoài Khánh gật đầu ừm một tiếng. Sau khi giải phẫu xong, cậu xác nhận nói, trong phổi có tích nước, nguyên nhân chết có thể xác nhận là chết do đuối nước nói xong đột nhiên hứa thất an ý lên một tiếng dưới ngực trái có một vết sẹo sâu vị trí ngay tim cậu nắm chặt cây đao lớn kia theo vết sẹo xé lồng ngực nữ thì ra sau đó hái hạ trái tim ra rồi quan tâm nói từ vết sẹo cho thấy vết thương rất sâu vũ khí chắc là kéo hay vật bén nhọn khác đã chạm đến tim cô ta vốn nên chết do mất máu quá nhiều hoài khánh gật gật đầu phân tích thuốc có thể chữa lành loại vết thương này. Hậu cung chỉ có mẫu hậu và phi tử bậc quý phi mới có thể sử dụng. Hứa Thất An gật đầu ừm một tiếng. Chợt lúc này Hứa Thất An chú ý đến một thứ ló ra dưới mông vị nữ thi liền đưa tay lấy lên xem. Cầm trên tay là tấm khăn lụa màu vàng thiêu hoa sen, trên đó còn có dòng chữ Nguyên cảnh năm 31 xuân. Cậu khẳng định nói, trước khi chết còn giữ bên người, chứng tỏ thứ này đối với cô ta mà nói rất quan trọng. Cuối cùng hai người rời khỏi phòng chứa thi thể. Viện tử bên trong liền có một cái giếng. Hứa thất an đánh một thùng nước sạch. Cẩn thận rửa tay. Lâm an lúc này từ phía xa xa nhẹ nhàng đi đến hỏi, có phát hiện gì? Hứa thất an vừa rửa tay vừa đáp, đúng là có chút thu hoạch. Thị nữ bị mưu sát. Còn có một tấm khăn lụa màu vàng kỳ lạ. Lâm An cầm lấy tấm khăn xem qua rồi kinh hỉ nói, cẩu nô tài, hoa sen trên này có giống ngươi cho ta không? Lời còn chưa dứt, Hứa Thất An bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, ôm đầu lăn lộn đầy đất. Đầu, đau đầu quá. Hứa Thất An đau khổ ôm lấy đầu, không tiếc để cho tóc giả của chính mình rơi xuống, lộ ra cái đầu trụi lùi. Có thể thấy được là thật đầu đau muốn nứt. Lâm An sốt ruột hỏi, cậu nô tài ngươi sao vậy? Nàng xoay người chạy đi bảo, chờ đó, bổn cung lập tức đi mời thái y. Hoài Khánh thấy công chúa muội muội trắng ghét rời đi, lúc này mới không tự cao tự đại mà ngồi xuống bên cạnh cậu nói. Hứa thất an, bổn cung biết chút y thuật. Nàng sơ lấy cái mạch tượng của cậu rồi thầm xác định, mạch tượng dao động cực nhanh. Chắc lúc này tim của hắn đập rất kịch liệt. Hứa thất an cầm ngược lại tay hoài khánh đau khổ nói. Điện hạ, bi chức từ lúc bước vào luyện thần cảnh đến nay thì hay đau đầu. Ngụy công nói là do nguyên thuần bạo động. Nói không chừng lúc nào đó, sẽ nguyên thần ly thể mà chết. Nghe vậy hoài khánh ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt nàng trong phút chốc trở nên đau xót nàng bất giác gọi tên hứa thất an nhưng khi nhìn kỹ lại cái đầu bóng loáng trước mặt ánh mắt nàng liền trở nên thay đổi miệng không biết nói gì thêm đúng lúc này lâm an dẫn thái y chạy đến thái y bên này bên này nhưng khi thấy hứa thất an không sao liền ngạc nhiên hỏi ý cầu nô tài ngươi không sao rồi hứa thất an chỉnh chỉnh lại bộ tóc đáp không sao là đau theo cơn lát nữa sẽ khỏi lâm an khẽ liếc nhìn về thái y nói không sao là được Thái y ông về đi. Thái y miễn cưỡng đáp, dạ. À. Hứa Thất An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cười khổ nghĩ, xem chút lật xe. Nếu để hai chị em này biết mình viết thư tình như nhau cho họ, tặng cánh hoa sen như nhau, độ thiện cảm chắc chắn sẽ giảm xuống đấy. Hoài khánh tay sờ lấy tay mà Hứa Thất An đã nắm, mặt ửng đỏ đứng bên cạnh không nói lời nào, chỉ dỗi ánh mắt nhìn theo cậu. Tạ Các ở phía tây hoàng cung, cách cung uyển mà các phi tử đóng đô rất xa thị nữ mất tích Huỳnh Tiểu Nhu được phát hiện trong giếng của tạ các. Này canh giờ, các cung nữ sớm đã rời đi tạ các, đi tới hoàng cung các nơi làm việc, chỉ có một vị quản sự ma ma. Nằm tại trên ghế dựa lớn phơi đầu mùa xuân mặt trời mới mọc, lúc này Tiểu Công Công dẫn nhóm người hứa thất an đi vào, rồi hô lớn vài tiếng, dung ma ma. Dung ma ma, hai vị điện hạ đến rồi, lão ma ma liền tỉnh dậy, bà ta trong nháy mắt đã tới chỗ hai vị điện hạ thi lễ, lão nô gặp qua hai vị điện hạ hứa thất an tuổi thơ hồi ức bị câu lên đầu bên trong không tự chủ được hiện ra một câu danh lời kịch hoàng thượng người còn nhớ dung ma ma ở ven hồ đại minh không hoài khánh nhìn lão ma ma bảo bổn cung đi cùng hứa đại nhân đến đây tra án chuyện liên quan đến thi thể nữ được vớt từ trong giếng lên vào hôm nay người biết gì thì nói đó lão ma ma liền gật đầu đáp ạ hứa thất an liền tra hỏi thi thể là ai vớt lên phát hiện khi nào lão ma ma biểu tình thực kích động nói là Tiểu Ngọc phát hiện. Sáng nay nó đến bên giếng gánh nước, cảm thấy tiếng thùng rớt nước không đúng, hơi nặng nề, nên bỏ ở miệng giếng nhìn nửa ngày. Ai dô? Lại là một thi thể. Hứa thất an chỉ vào cái giếng đá lại hỏi là cái giếng đó sao? Lão ma ma xác nhận đáp, đúng vậy. Hứa thất an đi đến bên cạnh giếng nhíu mày hỏi, hôm qua không ai phát hiện sao? Nhắc tới việc này lão ma ma liền mắng, nói đến chuyện này thì tức sáng nay phát hiện trong giếng có người chết mấy nha đầu chết tiệt đó mới nói chả trách hôm trước lúc gánh nước âm thanh là lạ mà không đứa nào moi cặp mắt ra bỏ vào xem thử hại lão nô uống hai ngày nước thi thể hứa thất an tiếp tục hỏi lúc thi thể vớt lên bà không ra xem thử à lão ma ma tức giận nói nào dám chứ lão nô lớn tuổi rồi không dám nhìn người chết nha đầu chết tiệt đó là người lạnh bạc năm đó nếu không phải lão nô tiến cử nó có thể trở thành đại cung nữ bên cạnh Phúc Phi sao? Vậy mà chưa từng quay về thăm lão nô. Hứa Thất An lại hỏi, lúc bổn quan nghiệm thi, phát hiện ngực trái của Huỳnh Tiểu Nhu từng chịu vết thương chí mạng. Bà biết chuyện này là sao không? Lão ma ma suy nghĩ hồi lâu. Làm hồi ức biểu tình, bị thương. Có chuyện như vậy. Hình như là một năm trước khi Tiểu Nhu điều đến thanh phong điện. Không biết sao. Trong đêm cô ta dậy dùng kéo đảm vào ngực mình. May mà cung nữ cùng phòng với cô ta sớm phát hiện gọi thái y đến, mới cứu cô ta một mạng. Hứa thất an cùng Hoài Khánh đồng thời nhíu mày, vết thương đó đi thẳng vào tim, là vết thương chí mạng. Cái giá phải trả để chữa trị tuyệt đối không phải một cung nữ có thể trả nổi. Lão ma ma nói tiếp, tục ngữ nói, đại nạn không chết tất có phúc. Sau khi tiểu nhu may mắn nhặt lại một mạng, năm thứ hai đã đến thanh phong điện. Bộ dạng của nó rất xinh, vốn có cơ hội được bệ hạ yêu thương. Bộ dạng xinh đẹp, bất được trọng điểm hứa thất an liền nhớ lại khuôn mặt thi nữ cậu chóng cầm suy nghĩ một chút bất luận là ai cứu huỳnh tiểu nhu có một điểm có thể khẳng định trong tình trạng mất máu quá nhiều thời gian để lại cho cô ta không nhiều người đứng phía sau đó làm thế nào cứu một cung nữ trong đêm khuya cung nữ đó tên là gì hoài khánh trước hứa thất an một bước hỏi vấn đề xảy ra nói bổ sung cung nữ ở chung với huỳnh tiểu nhu lão ma ma suy nghĩ hồi lâu không quá xác định giọng điệu hình như tên Hà Nhi. Ngay lúc này hứa thất an trông thấy Hoài Khánh trong mắt mãnh co rút lại một chút. Cậu trong lòng làm ra phán đoán, cô ấy quen cung nữ tên Hà Nhi đó.